Video Minecraft đáng sợ nhất mà anh em từng xem là gì? Mình không nói tới mấy cái roleplay rồi giả vờ la. Không phải là mấy cái video cố gắng để cho nó đáng sợ. Ngày hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một kênh YouTube đã bị lãng quên trong quá khứ. Và một video trong kênh đó được cộng đồng Minecraft đánh giá là đáng sợ nhất trong những video Minecraft từng tồn tại. Và có khi nó còn xếp trên cả huyền thoại về Herobrine. Nếu bạn nào thích những video như thế này thì đừng quên để lại cho mình một like, share video, nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để có thể đón nhận được video mới nhất từ channel của mình nha. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu video nào. Kênh YouTube mà mình nói tới đây không phải của bất kỳ ai xa lạ cả. Đó chính là kênh YouTube của nhà sáng lập nên Mojang và cũng là tác giả của tựa game Minecraft. Đó chính là Notch. Nếu các bạn chưa biết thì kênh YouTube của Notch tên là NichGeorge. Và khoảng trước năm 2018 thì các bạn có thể coi được toàn bộ video trên kênh YouTube này. Nhưng vì một lý do không rõ, toàn bộ video trên kênh YouTube này đều đã được để ở chế độ riêng tư và các bạn gần như không thể nào coi được nữa. Cho tới khi có những thanh niên khác đã tạo nên một channel mang tên là NichGeorge Archive, thì channel này đã đăng tải lại toàn bộ những video mà Notch đã đăng bắt đầu từ năm 2009. Vậy Notch đã đăng gì ở trên đây? Điều đó là quá rõ ràng rồi. Notch đã đăng quá trình ông ta phát triển tựa game Minecraft từ khi mà tựa game còn chưa được biết tới với cái tên là Minecraft mà vẫn còn là Cave Game. Dạo qua những video của kênh channel này, các bạn có thể để ý được rằng hầu hết những video ở trong thời kỳ khoảng năm 2009 trước khi mà tựa game được phát hành chính thức. Có nghĩa là video Minecraft Process là video xây căn nhà đầu tiên ở trong tựa game Minecraft. Mình xin nhấn mạnh lại, đó là căn nhà đầu tiên ở trong Minecraft. Còn một số điều hay ho nữa đó là hầu hết những cái bản thử nghiệm ở trên kênh YouTube này đều đã bị thất lạc ở trong lịch sử phát triển của Minecraft. Các bạn có thể dùng Minecraft Launcher để có thể đi ngược về và chơi lại những phiên bản cũ của Minecraft. Nhưng mà các bạn không thể nào chơi lại những phiên bản mà Notch đã từng thử nghiệm ở trong quá khứ trên kênh YouTube này. Nói vòng vo đủ rồi, vậy đâu là video đáng sợ nhất của Minecraft? Video đáng sợ nhất của Minecraft chỉ tình cờ được Notch đăng lên YouTube mà thôi. Và khoảng thời gian này thì Notch đang thử nghiệm tính năng cho động vật và quái vật vào trong Minecraft. Bởi vì những cái hình ảnh và model quái vật vẫn chưa được hoàn thiện, nên Notch đã lấy những model ở trong những tựa game khác vào, giả dụ như là Quake 2, thêm vào Minecraft. Video này có tựa đề tên là Minecraft MD3 Test, được đăng tải vào ngày 7 tháng 12 năm 2009. Với phần mô tả, Notch ghi rằng những cái model này sẽ không xuất hiện ở trong bản game chính thức. Tôi chỉ đang thử nghiệm những model thuộc dạng MD3 và nó hoạt động khá là tốt trong tựa game Minecraft, ngoại trừ một số cái hoạt ảnh trông khá là kỳ dị. Bây giờ mình sẽ mời các bạn coi video này. Đây là một video không hề có bất kỳ một tiếng động nào cả, nhưng các bạn có thể thấy được đó là hầu hết những con nhân vật ở trong đây đều xuất hiện dưới dạng hình người. Và hơn thế nữa, có một số con có dáng đi không bình thường, giống như là con màu xanh dương. Dưới phần bình luận, tất cả hầu hết đều là những phản ánh nói về sự kỳ dị của video này và nó làm cho người coi gặp ác mộng như thế nào. Một video không hề có bất kỳ một tiếng động nào mà chỉ có Steve và đám quái vật kỳ dị đuổi theo anh ta và giết chết anh ta. Anh em nghĩ sao về video này? Ngoài ra trên kênh Notch còn có những video khá là thú vị khác. Ví dụ như là video về chế độ multiplayer đầu tiên của Minecraft, hay là con zombie khổng lồ đầu tiên của Minecraft. Hầu hết đều rất đáng để anh em coi thử. Nếu anh em thấy không kinh dị thì cũng là chuyện thường tình thôi. Mỗi người sẽ có một cảm nghĩ về video này. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra xem video của Jenny. Chúc anh em có một buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha. Bye bye.